Hôm nay ngày 22 tháng 5 năm 2024, Hội Hoa Đức kết hợp địa phương ấp Tân Hùng có bàn giao số tiền tài trợ cho 4 hoàn cảnh như sau. Một là cụ Sen ở Ngọc Chánh với số tiền là 500.000 đồng. Đây là lần giao thứ hai do nhà tài trợ Ân Nhân Ẩn Danh Sài Gòn tài trợ. Hai là cô Vân ở xã Ngọc Chánh với số tiền là 500.000 đồng. Đây là lần giao thứ hai do nhà tài trợ Ân Nhân Ẩn Danh ở Sài Gòn tài trợ. Ba là cụ Tràng ở xã Ngọc Chánh với số tiền là 700.000 đồng. Đây là lần giao thứ hai do nhà tài trợ Ân Nhân ở Sài Gòn tài trợ. Bốn là cô Kiều ở xã Ngọc Chánh, số tiền là 500.000 đồng. Đây do nhà tài trợ Ân Nhân Ẩn Danh ở Sài Gòn tài trợ. Trong này cụ Sen và cụ Tràng bệnh nên không đến được, nhờ người thân nhận thay. Sau đây là lời phát biểu của bốn hoàn cảnh. Cảm ơn nhà tài trợ.